Thực ra thì trong cái quá trình mà làm việc á, em cũng được thử rất là nhiều các style rồi. Mà nhất là những cái style Hàn Quốc giống như chị á, là em đặc biệt yêu thích nha. Nhưng mà dạo gần đây, khi mà em xem mấy cái clip mới mà các bạn KOL nước ngoài á, Mac là bắt đầu bị mê những cái kiểu là phong cách nó khác hơn á chị. Là như nào? Cái này mới là quan trọng nè, cái này mới là quan trọng. Chị nhìn chị là em đang sợ. Đúng rồi, đang sợ. Chị làm ta sợ. Chị muốn giúp anh ấy. Tội nghiệp anh của chị. Nhưng mà thật sự anh nhìn thấy em, anh cũng sợ. Xin lỗi. Đó thì sau khi mà em xem xong á là ôi em cũng muốn bây giờ muốn trông sexy như vậy nè. Sexy. Đúng rồi. Gợi cảm. Trông khác đi xíu, bây giờ thôi không ở châu Á nữa, đi qua châu Âu, châu Mỹ đi chị. Châu Âu, châu Mỹ. Nhưng mà em vẫn thích là có xíu phong cách Hàn nha. Đúng không? Xa Hàn luôn. Đúng rồi. Có nha.